Minecraft. Nhưng sau khi giành chiến thắng vang dội ở địa ngục trở về, tiếng tầm của mình đã vang xa. Và ngày hôm nay mình được nhận phi vụ giải cứu lâu đài. Một cung điện đang bị tấn công và chiếm đóng bởi các sinh vật tàn ác và hung bạo. Bọn chúng đi tới đâu là giết chóc tới đó, gây ra bao cảnh lầm than cho những sinh vật và bà con trong vương quốc. Nhân dịp lễ sắp tới và mình chưa có tiền dẫn Crash đi coi phim, nên mình sẽ nhận kèo giải cứu thế giới này. Dạ rồi, tình hình ở đây sao bác trình bày cho con nghe coi. À, là các ngôi làng xung quanh lâu đài của bác đều bị bọn quái vật chiếm đóng hết rồi đó hả? Và bây giờ nếu không ngăn chặn tụi nó kịp thời thì tụi nó sẽ đánh chiếm lâu đài đúng không? Rồi bác có thông tin gì về tụi quái vật này không? À, bác đã cho điều tra thông tin và lai lịch của tụi nó trên đây rồi đó hả? Ủa nhưng sao nhiều quái vật dữ vậy bác? Cái phi vụ này con lấy phí hơi cao à nha. Bó tay cho ông nội đó luôn, quăng cho mình mớ đầu nghề rồi chạy mất tiêu. Trời ơi, nhìn cũng có điều kiện mà cho bộ đồ phù phép cùi bắp ghê. Và đây là bản đồ địa điểm cư trú của mấy con quái vật đó hả? Ok, chiến thôi. Ráng hoàn thành cái phi vụ này kiếm ít tiền. Lễ này dẫn Crash đi coi phim với ăn bắp rang. Ui, anh zombie, anh bị sao vậy? Ui, anh đang thoi thóp, phải gọi cấp cứu liền mới được. Ý, mà mình quên đem theo điện thoại rồi. Thôi, chịu khó đầu thai nha anh zombie. Chúc anh một ngày vui. Ui, ai đây? Ôi ôi ôi, Kumina. Trời ơi, thổ dân mấy bạn ơi. Ông nội ông phi lao vô đầu mình. Ba trợn nè. Mặc đồ lè loẹt cái tưởng mình ngon hả? Cùi bắp. Wow, xí lụm cây thương. Gậy ông đập lưng ông nè. Mấy ông nội thổ dân này háo chiến quá. Cái ngôi làng phía trước sao âm khí tràn ngập vậy ta? Phải vào thám thính mới được. Trời ơi, ghê vậy hả bác? Thì ra đây là một cái đầm lầy của một con rùa khổng lồ. Bác đừng sợ, để con lo. Chắc là con rùa ở bên kia. Trời ơi, mấy anh zombie tới đây chiến đấu nằm la liệt luôn. Đâu, con rùa đâu? Vô đây anh biểu. Trời ơi, đã chậm rồi còn chở thêm cái cây ở trên lưng chi vậy nhỏ. Anh không phải cá đâu mà cạp. Đỡ. Chém 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 mày nè. Khiên này là khiên xịn á, không phải khiên cùi cùi giống mấy anh zombie đâu mà đòi cắn. Ăn trái táo vô. Đỡ. Chẻ cái bụng mày ra nè. Bự ăn hiếp nhỏ đúng không? Không ổn rồi mấy bạn ơi, mình không thể nào cận chiến với nó được. Chùi vô đây chắc nó không thấy đâu ha. Người ta nói quýnh lộn là phải sử dụng cái đầu. Bự con quá, chùi vô đây xong mà được. Đứng đó mà chịu đòn đi. Phóng vô cái mỏ mày. Mà hỏi một câu tế nhị được không? Năm nay nhiêu tuổi rồi mà râu ria dài dữ vậy? Chết đi. Trời ơi, rớt quá trời đồ có giá trị luôn. Cụ rùa giàu dữ. Totem và một vài khoáng sản có giá trị. 4 bình trà sữa full topping. Trời ơi bác ơi, còn kèo nào khác khó hơn không? Chứ dăm ba con rùa chậm chạp này còn bị ngu nữa thì làm sao làm khó được con. Để kiểm tra xem địa bàn của con rùa còn đồ gì có giá trị không. Trời ơi anh zombie, có cái gì trong rương này mà khiến anh phải bỏ mạng ở đây vậy? Mặc dù mình cũng không ưa gì anh zombie, nhưng mà thấy anh nằm đây tội nghiệp quá mấy bạn ơi. Táo vàng. Tên. Một cái đĩa nhạc rap. Đừng nói là anh muốn vô đây chơm cái đĩa nghe nhạc mà phải bỏ mạng đó nha. Thôi, tặng cho anh đó. Xuống dưới đó mở nghe cho đỡ buồn. Ui, một bác dân làng còn sống. À, thì ra bác bị con rùa đó bắt làm tù binh. Hàng gì nó bắt bác mặc bộ đồ rong rêu nhìn thấy ghê. Từ giờ trở đi bác tự do rồi đó. Nhưng bác cho con xin 2 trái táo nha. Thì coi như là trả công cho con đi. Chúc bác một ngày vui. Giải phóng thành công cái làng này rồi, qua cái làng khác. Ủa alo, em kiếm chuyện với anh chưa? Nhìn anh đeo cái tấm mặt nạ chất lắm á. Nhưng mà chất thải. Chào bác thương nhân. Dạo này mua bán được không bác? Có gì ngon bộ rẻ bán giảm giá cho con đi bác ơi. Trời ơi, mấy cái thứ quỷ này mua làm chi trời. Ui 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 ui. Chạy lẹ bác ơi, có kẻ xấu.
Hổ không gầm lại tướng rừng xanh vô chủ đúng không? Nghiệp của anh cao hơn tòa lan mát 81 luôn á. Không nô đùa nữa, chúng ta giải cứu ngôi làng tiếp theo thôi. Chà, wow. Hoa anh đào, nghe nó nhật bổn dữ vậy ta. Wow. Ui, nhìn ai giống võ sĩ samurai quá vậy ta. Trời ơi, anh trai ơi, anh ngầu quá à. Anh ngầu như cái bồn cầu vậy đó. Cho em mượn cây kiếm này dùng đỡ được không? Không cho thì chấn lột. Chạy đâu cho thoát. Ui da, đừng tưởng võ sĩ mà em sợ nha. Lèo lèo. Hí cha 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 cha. Đừng để bà hủ tiếu gần nhà thấy cây kiếm này. Bà cắt lát thịt nào lát thịt nấy mỏng như tờ giấy luôn á. Dạ con chào bác, cái ngôi làng trong đây tụi xấu nào xâm chiếm vậy bác? Trời ơi, một con rồng biết dùng kiếm hả? Ui da, trời ơi trời, cây kiếm nó cầm bự gấp mấy lần cây kiếm của mình luôn. Ủa mà con rồng này rồng gì mà biết xài kiếm vậy trời? Ui da, cha, đỡ. Wow, Kumina, sao nó lợi hại vậy? Cha 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 cha. Không ổn rồi, cứ đà này chắc mình ăn hết táo vàng luôn quá. Phóng nhau mày nè. Ui da, chờ xíu anh ơi em bị té rồi. Phóng vào vô đít mày nè. Mình phải dụ nó rớt xuống cái hố lava này mới được. Sao con rồng này nó khôn hơn con rồng mập vậy ta? Ui 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 ui. Nó không ngu mấy bạn ơi, mà mình ngu. Đỡ. Ôi ui, nó xài cái tiền chiêu gì mà xoáy như cơn lốc vậy? Rồng mà không biết bay, lèo lèo. Ôi ui trời ui. Xí, cho em ăn trái táo cái đã. Chết đi. Không có táo ăn để phục hồi đúng không? Anh trẻ cái lưng của mày luôn nè. Ui bắp. Wow, tưởng con rồng này nó nghèo, nó không có đồ gì rớt ra cho mình lụm. Ai ngờ một đống chiến lợi phẩm luôn. Ui, có cả cây kiếm mà nó dùng nữa nè. Xí là một cái rương. Chà, phải như vậy chứ. Trời ơi, bé cáo có chọc ghẹo gì đó đâu mà nó quánh bé cáo nằm rụi lơ luôn nè. Xí là một cái quần kim cương. Táo nữa. Mình phải dạo quanh khu vực này tìm thêm táo mới được. Hồi nãy quýnh thắng con rồng tốn kém quá. Nón vàng cùi bắp. Trong cái cung điện này chắc nhiều kho báu đây. Con chào bác thủ thư. Từ nay là bác được tự do rồi đó. Không còn phải dạy học cho con rồng xanh lè đó nữa đâu. Thôi khỏi cảm ơn, con tự thưởng cho bản thân được rồi. Chơm hết đầu rồi chuồn thôi. Ủa alo bác ơi, con đánh bại con rồng xanh cầm kiếm đó rồi. Ngoài ra con còn vô trong kia giúp mọi người dọn dẹp rương nữa đó. Bây giờ chúng ta giải cứu những ngôi làng tiếp theo ha. Chà, cái ngôi làng này thế lực nào xâm chiếm mà nhìn âm u quá vậy? Rồi rồi, biết luôn rồi. Chỉ có mấy thanh niên sống ảo dưới địa ngục mới gây ra hậu quả như vậy thôi. Trời ơi, bé heo dễ thương vậy á mà nó quánh nằm một đống luôn. Rồi sao không quay lên ăn cho nó ngon để nó phí phạm quá gì cả. Có anh bộ xương đen nữa. Không biết ảnh chọc ghẹo ai mà nhìn ảnh nằm thê thảm quá mấy bạn ơi. Bác ơi, sao con thấy cái kèo trong đây chua lè quá vậy bác? Ui, một con chim lửa chui vô đây núp liền. Ui, hình như nó là một con phượng hoàng á mấy bạn. Chuẩn bị cung tên đầy đủ mới được. À, chui vô đây không được đúng không? Đứng đó chờ xíu, anh chết cái rừng kia đã. Yeah. Wow, một cái áo netherite. Ui, không có cái bình trà sữa chống lửa nào hết trơn vậy. Bắn chim thôi. Khà khà, đầu con chim cùi bắp. Có ngon đậu xuống đây. Mấy con rồng anh còn bắn chết nữa đó, đừng có nói chi là mày. Một cái con gà nhiều đuôi thôi chứ có cái gì đâu mà sợ. Đừng có tưởng mình đẹp. Ui da, trời trời ơi, nó phun những quả cầu lửa mấy bạn ơi. Chọc nó giỡn chút xíu xả dao thôi mà làm gì căng dữ vậy. Chui vô đây núp mới được. Phun lửa nè, phun nè. Mình thiệt là thông minh. Nó đâu rồi ta? Lèo lèo, quýnh lộn là phải sử dụng cái đầu nghe chưa con.
Cần tưởng có tí nhan sắc chứ muốn phun lửa ai thì phun nghe chưa. Ôi da, có thể nào được cái phun vô cái quần của anh được không? Quần mới mua nhiều tiền lắm á. Ủa làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Đâu có nhu cầu cơ diễn xiếc đâu. Phóng lao vô đầu mày nè. Thấy sự bất lợi của việc bự con chưa? Tao chui vô đây được. Bay xuống đây con. Đúng rồi, đậu cho nó cũng được. Đậu im là anh chịu à. Trời ơi, cái cặp móng vuốt của nó kìa mấy bạn, nhọn quắc luôn. Đúng rồi, bay vô đây. Khà khà. Cùi bắp. Cảm ơn nha. Thì con phụng hoàng lửa này khá nguy hiểm, nhưng được cái nó không có trâu như con rồng mập, nên làm sao nó làm khó được một chiến binh thông minh như mình. Bây giờ thì la liếm chiến lợi phẩm thôi. Ú, một cái nón kim cương. Ui, gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Đừng có nói là tay sai của con phượng hoàng lửa hồi nãy nha. Rồi sao có một con mắt vậy? Còn có hai cái càng nữa. Chắc đây là mối tình ngang trái của bé cua và con ong rồi. Con phượng hoàng anh còn chém nữa. Còn không mau rút lui. Lì. Mày thì tuổi tép gì? Cùi bắp. Que quỷ lửa, không lẽ ba nó là con cùa, mẹ nó là con quỷ lửa hả ta? Thôi, kệ nó đi, nhức đầu quá. Wow, một đôi giày né thơ. Được, công nhận con phụng hoàng này có nhiều đồ giá trị ghê. Cũng phải ha, nó đến từ địa ngục mà. Nó phải đem mấy cái đồ xịn ở dưới đó lên đây khoe chứ. Anh nói đúng không? Ok, con dọn dẹp chỗ này xong rồi bác ơi. Ra khỏi chỗ này liền, ở đây nóng quá. Ui da, ui da, ui da, ui da. Trời ơi, trời ơi, trời. Rồi ngôi làng này là như thế nào? Một xác chết của anh da đen. Hình như tim ảnh còn đập mấy bạn ơi. Chắc là anh chết oan ức lắm nên miệng không ngậm lại luôn kìa. Bình thường em không ưa gì anh đâu, nên nhìn thấy anh nằm đó em vui lắm. Chúc anh một ngày vui. Ôi, cái con này giống cái con bên kia. Chắc là anh em bà con gì rồi. Lũi xuống đây anh mày chém luôn. Wow, được. Ui, sao tự nhiên bước vào đây cái trời tối sầm lại vậy? Ban ngày sao lại có mặt trăng? Phong cảnh ở đây hữu tình quá. Với một người có tâm hồn nghệ sĩ như con thì phải tặng bác một bài thơ thôi. Nhà anh có cái bàn thờ, đèn nhang có đủ, chỉ chờ mỗi em. Dạ dạ, bữa nào con gửi tặng bác bài thơ khác. Mà trong đó là cái thằng khứa nào vậy bác? Ui, Kumina, một con rồng xanh ba đầu. Ui da, con rồng mập có một đầu mình đã quýnh lên bờ xuống ruộng rồi, con này có tới ba cái đầu luôn. Trời ơi, còn bị đặt nhộm tóc nữa. Phải kiếm chỗ trốn mới được. Lèo lèo. Quánh với mấy đối thủ nặng ký này mình phải sử dụng cái đầu mấy bạn ơi. Mà nhìn cái đầu undercut mình là biết thông minh rồi. Tao sợ mày quá cơ. Tưởng ba đầu là ngon hả? Bắn vô cái đích mày nè. Bự con thì làm gì được ai? Ui da, chùi chùi chùi, nó phun cái gì vậy? Wow, con này lợi hại hơn con rồng mập luôn mấy bạn ơi. Ê, mình có thể nào đứng yên một chỗ phun được không? Quay vòng tròn chóng mặt quá à. Cây không, cây không, lũi vô đây, kiếm katana xịn đó. Sợ liền, sợ liền. Đau chưa? Cái móng chân hơi dài đó, để anh làm neo cho nè. Ui 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 ui, nó lại phun tia laser nữa rồi. Chạy đi đâu? Yếu máu rồi trốn đúng không? Anh có táo vàng để ăn mày không có đâu. Đừng có hoàn cố mà chống chọi với anh mày. Phóng cho mày cây thương nè. Thêm một con dao vô ngực nữa. Kiếm katana của bà bán hủ tiếu. Sợ liền. Chạy đâu còn thoát. Khà khà. Nằm sủi lơ luôn. Wow, táo vàng và một vài khoáng sản quý hiếm cho anh xin. Còn mấy con một mắt này nữa. Quăng ngọc Ender ra đây cho anh. Dạ dạ, bác chờ con xíu nha, con đi vòng vòng dọn dẹp mấy cái rương cái. Trời ơi, biết giấu đồ quá ha. Sao làm khó được anh mày. Cho anh xin. Chà, một cái cánh Elytra, ba bình trà sữa full topping. Uống liền, thèm lắm ơi. Ui, con rồng mập. Nani? Trời ơi, tội nghiệp ghê không? Chắc là
bị con rồng xanh kia quánh nằm một đống rồi. Bình thường hổ báo cáo trộm chi, giờ nằm sủi lơ không biết nhột. Bác ơi, công tác dọn dẹp đã diễn ra xong rồi, chúng ta giải cứu ngôi làng tiếp theo nha. Mình thiệt là ngầu mấy bạn ơi. Lại là cái anh thổ dân phiền phức này. Em không còn là cà na của ngày hôm qua nữa đâu. Ui, cái ngôi làng này sao bị đóng băng hết vậy? Bác ơi, ở đây xảy ra chuyện gì á bác? Dạ dạ, từ từ kể để con kiểm tra cái rương này cái. Được. Rồi ok, bác ơi mình nói chuyện tiếp ha. Ui. Kumina, một con golem băng tuyết. Trai ơi, bộ anh tập tạ siêng năng lắm hay sao mà nhìn anh cơ bắp dữ vậy? Đỡ. Cứ coi em như là bao cát đi, đấm thoải mái anh ơi. Nói giỡn đâu ông nội, đấm dữ quá bể cái khiên của anh ta làm sao? Tới lượt em phản công đây. Trời ơi, múa rìu qua mắt thợ ha. Kiếm katana nè, để coi anh cứng cỡ nào. Chà chà. Kiếm này là em để dành tiền đi học một tháng trời mới mua được á. Cô lèm không có chân mà có đùi, xấu mà tưởng mình đẹp. Thử cây thương này coi sao. Dao găm nè. Xí xí, ăn trái táo cái đã. Trẻ anh nè. Gô lèm với chúng tôi à. Dậy chà. Anh đấm mạnh quá mấy bạn ơi. Chờ xíu, chờ xíu. Trời ơi, anh biết bơi luôn. Dữ à. Nhưng mà anh bơi qua tới bên đây là anh chết queo rồi. Tưởng bự con mà ngon. Lèo lèo. Anh golem này anh xíu, anh không rớt ra đồ gì hết trơn vậy. Chắc có nhiều tiền đóng tiền tập tạ hết trơn rồi. Thôi để mình chết cái rương dưới đây coi sao. Tưởng gì con golem này cũng dễ tiêu diệt thôi. Ủa, mà hình như nó chưa chết hay sao á. Có bọt oxy ở dưới đây bay lên. Không lẽ nó còn tí xíu máu rồi chui xuống đó ẩn nấp. Alo alo, có bé golem dưới đây không? Trời ơi, đúng như mình nghĩ. Nấp với chúng tôi nè. Ủa alo, sao mình bắn nó không được nữa ta? Quýnh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Cho nó một con đường sống đi. Biết đâu nó sẽ hối cải, trở thành một con golem tốt bảo vệ dân làng. Bác ơi, tuy con chưa tiêu diệt con golem đó, nhưng mà nhìn nó tội nghiệp lắm. Mình cho nó cơ hội ăn năn sám hối nha. Dạ rồi, bây giờ bác dẫn con tới ngôi làng tiếp theo đi. Bác ơi, ở đây là ở đâu vậy? Nhìn nó bình yên như lối nhỏ của đèn vào bác ha. Ui, thì ra ngôi làng này đã bị con quái vật này tấn công. Nó tiêu diệt hết tất cả những ai cản đường. Ngoài ra còn bắt mấy bác dân làng làm tù binh nữa. Mấy bác ơi, chờ con xíu, con làm thịt thằng này liền. Đừng có tưởng mày cầm cây rìu bự rồi ngon nha. Thử cây kiếm nhật của anh mày nè. Ui da, nó chém đau quá. Xí xí xí, ăn táo cái đã. Rốt cuộc con này là con gì đây? Mặt mày bẩm trợn, còn có hai cái lỗ tai dơi nữa. Trời ơi, con bị đặt đeo thêm cái đôi bông vàng bên tay trái nữa kìa. Nghi ngờ giới tính của thanh niên này quá mấy bạn ơi. Anh phóng dao vô đầu mày nè. Chém rách cái quần mày luôn. Ô, giận rồi hả? Do chiều cao của mình có hạn, nên mình chỉ tấn công vô khu vực hạ bộ của anh trai này thôi. Chắc anh giận mình rồi mấy bạn ơi. Chém vô con chim bé nhỏ của anh nè. Né đi. Lèo lèo. Wow, anh trai thiệt là tốt bụng. Đi rồi còn để lại cho mình cây rìu nữa. Vậy mà từ nãy giờ mình tưởng ảnh là người xấu. Cho em xin. Tuy là cây rìu này có vẻ hơi bự so với kích thước của mình, nhưng không sao, mình có tập tạ. Hí cha. Wow, cây rìu này phóng được luôn. Quá dữ. Mấy bác dân làng ơi, từ nay hãy xây dựng lại làng của mình nhé. Con đã giải phóng các bác dân làng khỏi ách đô hộ của tên quái vật kia rồi. Rồi bộ thích được nhốt ở trên cái lồng này hay sao mà xuống dưới đây thái độ thấy ghét quá vậy? Mấy mốt gặp biến là đừng có kêu cứu nữa nghe chưa. Để xem con quái vật đó giấu gì trong những cái rương này. Chắc đây là những của cải mà nó vơ vét của dân làng. 8 bình trà sữa.
xua tan cái nóng mùa hè. Về cơ bản ở đây ổn rồi bác ơi. Dẫn con tới ngôi làng khác với những con quái vật mạnh hơn được không? Mấy đứa làm cơm này con chưa kịp khởi động nữa, nó xỉu mất tiêu rồi. Hình như đây là một khu rừng. Con này là con gì vậy? Nhìn nó có vẻ giống thổ dân. Ui da, đừng cứ nghĩ anh sợ mày nha. Anh có kỳ rìu rồi đó. Chẻ vô đầu mày nè. Lì lợm hả mày? Mấy đứa lầm cơm. Bác ơi bác ơi, ở đây là ở đâu vậy mà con thấy mấy sinh vật nằm la liệt hết trơn kìa? Chà, đụng độ thứ dữ rồi. Không biết nó là con gì luôn. Nhìn thì giống con nhện, mà sao có một tùm lum ở trên người. Trời ơi, bé gấu trúc dễ thương. Đừng lo, anh sẽ trả thù cho tụi con. Đỡ rìu nè. Ủa rồi, ngoài việc cạp cạp còn tiệt chiêu nào khác không? Cái con bọ này cũng khó nhằn dữ ha. Phóng rìu vô đầu mày nè. Ôi trời ơi trời ơi, nó kêu đàn em ra hỗ trợ. Đừng tưởng anh chạy rồi tưởng anh mày sợ nha. Chắc hại cha con tụi bay luôn á. Sáp lá cà với mày luôn nè. Bồng hòa với chúng tôi à. Ủa, em muốn lộn làm gì vậy con? Chém đau quá bị lú rồi đúng không? Ui 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 ui, lại kêu thằng đệ hỗ trợ. Ỷ đồng huyết yếu nè. Chạy lẹ. Lèo lèo. Đố em bắt được anh. Kha kha. Bên đây nè. Trẻ mày ra luôn chứ ở đó mày bị đạt thể hiện với ai vậy? Kêu mấy thằng em ra đây anh biểu. Yeah. Bác thấy không? Con mới khởi động vài đường cơ bản thôi mà nó chết queo rồi. Bác kiếm kèo cho con không có cân đối gì hết trơn á. Dạ dạ, để con vô coi có ai cần giúp đỡ hay giải cứu gì không con thể hiện. Hello, đứng đây nhịp giờ làm cái gì nữa? Đi ra ngoài kia xây dựng lại ngôi làng đi. Con quái vật con làm thịt nó rồi. Giấu gì trong đây hay sao? Chà chà. Bác ơi, con nhìn thoáng qua thôi là con biết bác là người tốt rồi. Nếu con đoán không lầm, chắc bác là chuyên gia về kiếm đúng không? Và chỉ có bác mới có khả năng rèn luyện ra một cây kiếm xịn sò như cây kiếm này. Bằng tất cả sự tôn trọng, bác cho con xin nha. Chúc bác một ngày vui. Trời ơi, cây kiếm với những phù phép siêu đỉnh. Ui, đại ca, tụi bay ngủm củ tỏi rồi, tụi bay còn ngoan cố nữa hả? Đúng lúc tao cần mấy đứa lồm cồm để thử sức mạnh của cây kiếm này. Lưỡi hết vô đây. Trời ơi, gây trái kìa. Thật là tuyệt vời ông mặt trời. Khà khà. Nhào vô đây. Hai chém là ngủm củ tỏi luôn. Con cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết rồi bác ơi. Kiếm cho con những đối thủ tầm cỡ đi nào. Hình như đây là địa điểm cuối cùng. Trông nó nguy nga tráng lệ giống như một tòa lâu đài vậy. Sao ở đây âm u quá vậy ta? Cái lòng đó sinh ra cái gì mà nhìn ngọn lửa? Mình biết nó sinh ra cái gì rồi. Hình như là một chiến binh. Ồ, anh trai này hiền vậy. Trời ơi, em tưởng anh là kẻ xấu. Tưởng cái gì nữa, nó là kẻ xấu thiệt luôn. Trời, Cu Minh nè. Đừng thấy anh mày hiền rồi muốn điền vào chỗ trống nha. Mày thích lửa lắm đúng không? Anh cho mày biết thế nào là lửa thật sự nè. Nhào hết vô đây. Việc có là phải diệt tận gốc. Kha kha. Trời ơi, dầm ba cái rừng cùi bắp. Wow, kiếm của anh trai này trông cũng được quá ta. Trời ơi, tưởng gì có 7 sức tấn công. Cùi bắp. Ôi, anh Warden. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, anh Warden ơi, anh mạnh như vậy mà đứa nào quánh anh ngồi đây một đống vậy anh? Trời ơi, kỳ này mình chạm trán với đối thủ nặng ký rồi. Ui, bác thám tử ơi, bác thám tử. Rốt cuộc ở cái lâu đài này xảy ra chuyện gì vậy bác? Mà sao con cảm thấy lạnh sống lưng quá à? It can trounce wardens and ghosts. Well equipped and ready as possible. Cảm ơn bác đã sửa lại cây cầu cho con đi vô nha. Nhưng mà sao tự nhiên con muốn đi về quá à? Con nói giỡn thôi chứ con dũng cảm lắm. Ui, theo lời bác dân làng nói, đây là con boss cuối cùng và cũng là con mạnh nhất. Thấy nó đập anh Warden nằm im một chỗ là biết nó dữ rồi. Kèo này lành ít dữ nhiều rồi mấy bạn ơi. Ui.
Ui, thì ra là một chiến binh khổng lồ, phùn giáp. Chà, chắc mạnh dữ. Ủa, mày nhóc nhỏ lần cơm đâu ra vậy? Đừng tưởng cây kiếm bự cái anh mày sợ nha. Đốt cái bộ đồ của mày luôn nè. Nào dưới đây. Mày hả mày? Trời ơi, biết quăng kiếm luôn. Anh mày cũng biết quăng rìu vậy? Định múa với anh hả? Bên đây nè. Nó quăng cây kiếm xuống mà mình muốn sang chấn tâm lý luôn vậy đó. Đốt mày tiếp nè, nóng chưa? Đỡ cây rìu của anh mày đi. Ui, phe nào vậy anh trai? Mặc cái áo sơ mi đỏ đẹp á. Đốt cái áo anh luôn nè, chứ ở đó mà anh ăn theo. Wow, đàn em đông dữ. Mày nhóc lơm cơm này, hồi nãy dưới đó mình xử lý tụi nó rồi mà nó chưa sợ mình hết ta. Kêu đàn em ra thêm đi. Chạy đâu, chém vô cái phầu cầu của mày luôn. Ui da, trời đánh chánh bữa ăn mà chơi kỳ vậy anh. Rượu nè, lại rượu hồi. Kiếm katana. Chà 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 chà. Xí 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 xí. Chạy cái chạy cái. Kumina, mình solo một một được không? Đã bự con rồi còn chơi hội đồng nữa. Yeah. Ui da, sắp chết rồi mà còn ngoan cố. Phóng cây rìu vô đầu mày nè. Chết đi. Yeah. Kha kha, xí lụm cây kiếm nha. Trời ơi, cây kiếm còn bự hơn cái bản mặt của mình nữa. Mà cái lưỡi kiếm này nhìn giống con cá mập đầu búa ghê. Bác ơi, thấy cái gì chưa? Bác thuê đúng người rồi đó. Còn tưởng tới đây á là quýnh một hai đứa lơm cơm thôi. Ai ngờ bác cắp kèo cho con quýnh với một đống quái vật luôn. Kỳ này ngoài những vàng bạc châu báu mà chúng ta thỏa thuận, bác còn phải cắp kèo cho con với công chúa đi coi phim dịp lễ sắp tới nghe chưa? Dạ rồi, để con về tắm rửa đẹp trai cái con qua cung điện của bác liền. Bác nói công chúa chờ con xíu nha.